ba không vậy? Đây, nhân vật chính. Thơm mùi mới. Mới mua xong, đi quay test thử quý vị ạ. Cái máy này của ta mua là 17.590.000 quý vị ạ. Cầm dơ quen, bây giờ cô ta sẽ gắn cái lens vào xem thử mặt cô ta có đẹp hơn không. Đó, trứng của nó. Ồ, nó bắt điểm tốt ghê quá rồi. Đưa lên vậy là nó bắt ở cái khuôn mực á. Mình ở xa ra là nó bắt mặt mình. Đưa nó sát vào. Đó, trứng đầy luôn quý vị, trứng đầy khuôn mực luôn. Thử quay đêm quý vị ơi, vừa mới ăn bún quầy xong bây giờ đi về nhà luôn tiện quay đêm. Xem thử camera này như thế nào, cũng như là bây giờ là gắn mic nè. Hồi nãy là không có mic, bây giờ là gắn mic. Đây tiếp theo là đường góc ngã tư đường Lý Thường Kiệt với lại 3 tháng 2. Cô ta chạy tiếp đi đến vòng xoay Lê Đại Hành. Đẹp không? Quay xe quay cảnh. Bữa ông mua bây giờ lên giá mà chưa lên giá mới mua. Mở từ đây ha anh. Bóc. Bóc cách 3 quý vị ạ. Gì đây? Tem. Tem à? Có gì sử dụng? Dạ, này là gì? Vậy thôi hả? Đi hỏi mang vào đây đúng không? Đây, nhân vật chính. Thơm mùi mới. Hóc xíu. Mít nè. Pin nè. Cái cánh đó hả? Chân. Ô nó từ lên luôn hả? À, cắm cái đế như là bé pin đó. À. Nó sẽ lên. Cái này giống như là pin dự phòng vậy. À. Ví dụ xài được bao nhiêu phút em? Pin. Dạ. Xài được bao nhiêu phút? Ví dụ cái đây, này pin đó. Cũng tầm cỡ một tiếng. Tiếng máy này sẽ tầm một tiếng thôi. À. Quá, wow, kia mực mít. Có cái này nó cũng thu. Mít đâu rồi? Thu mít coi. Nếu mà mình không gắn mic là nó tự thu cái máy này đúng không? Dạ, nó vẫn có thu tiếng cơ bản. Còn cái này thì bây giờ gắn trong người nè. Alo, alo. Còn nó không có cái mic gắn ở đây hả? À không, nó bực lên là nó tự đồ luôn à? Nó tự hút vào đây. Ờ, đây nó đang thu nè. Cái dòng xanh xanh phía trên. Ờ, đúng rồi, có nè. Nó thì nó sẽ nhảy luôn. Bực lên là thu thôi chứ không có gắn rồi. Có cái 500 nó kẹp vô trong áo. Đang quay. Không, có hai người mình có tất cả mà. Quay em bây giờ mình cầm như vậy mình muốn cái camera quay lui mình thì sao ta? Quay lui lại anh thì anh sẽ nhấn vô cái 3 lần. À nhấn 3 lần luôn hả? À. Không sợ rớt. Thường thì cái này mình sẽ không có đụng vân tay lên. Tại vì mình đụng vô nó sẽ bị mờ. Anh ngắn một đảo nhẹ lên rồi hết vô. Màu nó đẹp hơn mà. Đẹp quá. Quay em đẹp hơn. Ồ, cái này là nó rộng hơn nhiều không? Dạ. À cái lens này là nó hỗ trợ xíu. Lens này lens rộng hay là lens nó rộng.
quay cái mặt là đẹp hơn. Dạ. Yeah, cái này con móc kép này nó có chế độ chỉnh mịn hả? Giảm chỉnh da này kia. Còn cái chế độ mà mình đang quay đây là chế độ tự động đúng không? Dạ. Chưa có chỉnh đúng không? Ừ, anh muốn cài thì anh lên cái app trên này nè. Sẵn người luôn. Kéo ra cái kia nha, cái lens nha. Mới mua xong đi quay test thử quý vị ạ. Cái máy này của ta mua là 17.590.000 quý vị ạ. Mà trước đây khi mới ra là chỉ có 15.900 thôi. Mà do cháy hàng, hết hàng nên người ta đắt quá, nên giá nó tăng. Bữa không mua, bây giờ mua mất 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Tại bữa chưa có tiền, bây giờ mới có tiền. Đúng rồi. Nhìn ở trong camera quay thì thấy đẹp lắm ạ. Không biết là thế nào. Đang rất là hồi hộp và phấn khởi. Tập chỉnh cái này chưa quen nữa. Đẹp quá. Lột cái siêu này ra, chưa lột ra hết luôn mà. Chưa lột ra hết luôn. Còn mùi mới quý vị ạ. Đây là chưa có gắn mic, tí nữa mình sẽ quay mình gắn mic. Bỏ cái lens vào các bạn. Những cái chi tiết này nó nhỏ quá vậy ạ. Cầm chưa quen, bây giờ Phota sẽ gắn cái lens vào xem thử mặt Phota có đẹp hơn không. Nhìn thấy đẹp hơn không quý vị? Này không biết mai mốt vệ sinh như nào luôn á. Này có hỏi em kia rồi nhưng mà tại thấy nó nhỏ quá. Tôi tưởng đâu là có những cái dụng cụ để mà vệ sinh á. Thì mình mua, mình để mai mốt mình vệ sinh cho nó sạch. Cái tắm bông á. Đây cô ta đang muốn quậy vì lâu lắm rồi mang lại. Quay lại cho quý vị xem. Topping một món. Chả cá là 40, chả tôm là 45, thịt bò 40, mực 45. Còn nếu mà hai món cá tôm, ví dụ như hôm nay hai vợ chồng ta ăn cá tôm nè, 55.000. Thập cẩm 75.000. Phú ta nhớ hồi mà Phú ta mới làm YouTube á, là quán này là một trong những quán mà Phú ta quay đầu tiên luôn á. Cảm ơn. Đây để show đây. Cảm ơn anh. Chưa quen không vậy? Chưa quen, chưa biết quay sao. Đó. Này chưa quen nên nó hơi rung, và là hơi bấm tầm bậy, có gì quý vị thông cảm nha. Tại cầm mà sợ nó hư cái gì á. Thấy nó nhẹ quá sợ nó hư. Bún quầy Phú Quốc là một trong những món đặc sản của Phú Quốc cái gì á. Khá là nổi tiếng. Cô ta từng đi Phú Quốc và có thưởng thức ở ngoài đó rồi. Thì khá là ngon. Ở đây thì mình ăn không có nhiều dầu mỡ. Mình quay trong mặt. Quay tới, quay lùi, quay tới, quay lùi. Rồi bây giờ sẽ cho xuống cái tô. Đó, thấy cái tô luôn đẹp quá. Cái hình ảnh chất lượng ở đó bạn biết lên sau khi mà mình làm edit xong thì như thế nào. Có ta gọi cá mực 55.000. Rau thì lấy rau trụng. Này có cải con á, với lại giá. Tại vì là cái nước chấm này quý vị nha. Ở trên đây người ta có hướng dẫn sử dụng cái cách ăn quý vị. Đầu tiên là mình lấy cái đôi đùa nè, mình cuốn cái sợi cuốn quầy nè. Sau đó mình cho nước chấm lên. Bởi vì nha.
ngon như ngày nào. Điểm tốt ghê quá, đưa lên vậy là nó bắt ở cái cung mực á, mình ở xa ra thì nó bắt mặt mình, đưa nó sát không, đó, trứng đầy luôn quý vị, trứng đầy cung mực luôn. Một con bây giờ còn thêm phút nữa nè, tính ra là một tô như vậy á có một con rưỡi, gần một con rưỡi quý vị ạ. Mật tươi giòn ngọt. Khi mà Phú Lâm mới quay quán này, là quán này mới mở, chỉ có một hai chi nhánh thôi. Còn bây giờ đi ở Sài Gòn á, cũng gần cả chục cái tiệm giống như vậy rồi. Người ta mở rất là nhiều chi nhánh. Nên dù quý vị ở đâu ha, ở đâu ở Sài Gòn cũng có thể thưởng thức được hết á. Còn cái địa chỉ mà cô ta đang dùng ở đây là đường Nguyễn Tri Phương. Sợi bún ở đây á, người ta cũng làm tại chỗ luôn. Người ta ép, nếu mà mình muốn xem thì vào trong xem luôn kìa. Người ta ép tại chỗ luôn, nên cái bún nó tươi lắm. Đây quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ test đi quay đêm. Khoan khoan khoan, cái đó là gắn trong đây. Hoa đẹp đẹp bực cái này. Con người vậy hả? Ừ, đâu rồi. Được chứ, ok. Hoặc là cái này bỏ ngoài, cái này bỏ trong cũng được. Chứ là phải có một cái trong, một cái ngoài. Ok, vậy đi. Ok, ok, ok. Rồi, bỏ vào đi. Thử quay đêm quý vị ơi, vừa mới ăn bún quầy xong, bây giờ đi về nhà. Luôn tiện quay đêm. Xem thử camera này như thế nào, cũng như là bây giờ là gắn mic nè. Hồi nãy là không có mic, bây giờ là gắn mic. Đây là cầu vượt Nguyễn Tri Phương với lại 3 tháng 2. Chúng ta sẽ chạy đi về nhà. Quay đêm thử xem cái chất lượng ban đêm quay bằng podcast này như thế nào quý vị. Đây là chúng ta đang quay 4K 30 frame. Rồi bây giờ sẽ chỉnh lại đằng trước quý vị nha. Đó. Cái đó bỏ vào trong đi ạ. Xong thì vứt đi. Ok. Quá đẹp luôn. Hả, cầm không ai Thành cầm. Thử cầm đi. Cầm bên đây nè. Không à, tại vì mình không cần pin á. Cầm chắc lên, cầm lên vậy nè. Ừ, đó đúng rồi. Ok.
Khi nào mà Hóa muốn zoom lên zoom xuống thì Hóa những cái này. Đó xuống này. Lên này. Đó. Đó bình thường là vậy đó. Ok, đi ha. Cầm chắc nha. Đi thôi quý vị ơi. Đây bây giờ vừa test mic, vừa test camera quay đêm. Test chống rung luôn. Đây là tay vợ của ta đang cầm. Xem thử có rung không. Đèn sáng đẹp không quá? Đẹp hả? Camera này đó quý vị, mình không thể gắn lên xe để chạy được nhá. Tại vì nếu mà mình gắn lên xe á thì cái camera nó bị rung lắc á, nó sẽ mau hư á. Mình chỉ được phép cầm thôi. Mà vợ của ta cầm cho chắc chắc tí nha, nó lỡ nó giật ha. Với lại mình đi sát sát ở trong. Đây là góc đường Nguyễn Ngọc Lập hả? Với lại 3 tháng 2. Tối đêm nay là tối ngày thứ mấy hóa? Thứ ba. Thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2024. Chúng ta vừa mới sở hữu một chiếc camera Pocket 3 trị giá gần 18 triệu đồng. Thật ra thì chúng ta nâng cấp máy lên thì cũng chủ yếu là để gửi đến toàn thể quý vị những cái hình ảnh tốt nhất quý vị ạ. Nên hy vọng rằng khi mà quý vị xem thì mình cho cô ta một like, một share nha. Cũng như là đóng góp ý kiến cho cô ta làm tốt hơn cái công việc của mình. Hiện tại cô ta đang chạy với tốc độ là 22 km/h. Tốc độ vừa phải để mình quay chậm chậm cho nó đẹp. Giờ là giờ tối 7:20 rồi. Mà cái đồng hồ ở trên xe của ta thì chỉ mới có 7:03 thôi. Cái này chạy chậm tới mười mấy phút lận. Thì đường xá ở Sài Gòn bây giờ cũng khá đông. Chắc là người ta đi chơi, đi ăn tối. Hôm nay thì trời Sài Gòn không có mưa. Hôm qua hình như cũng không mưa. Chỉ có mấy hôm trước thì có mưa. Không mưa nhưng mà nhiệt độ nó cũng mát quý vị ạ. Không có quá nắng nóng. Đây tiếp theo là đường góc ngã tư đường Lý Thường Kiệt với lại 3 tháng 2. Cô ta chạy tiếp đi đến vòng xoay Lê Đại Hành. Đẹp không? Quay xe quay cảnh. Thấy vợ của ta quay với của ta chạy lo chạy xe không thấy kìa. Hỏi vợ của ta xem đẹp không. Buổi tối thì mấy cô công nhân dọn vệ sinh là thấy mấy cô là vất vả nhất luôn á. Tại cái thời gian người ta đi chơi, đi ăn, đi uống là mấy cô phải dọn dẹp lòng lề đường, dọn dẹp vệ sinh, đi lấy rác. Tại đi buổi tối thì nó mát cũng như là đường nó vắng. Còn nếu mà đi lấy rác hay là đi dọn dẹp quét đường mà quét ban ngày á là đường nó đông không làm việc được. Ở đây có chú bán xe mía. Mía cây ăn bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu, chú sẽ chặt từng cây cho mình luôn. Bánh sa kê chiên. Rồi mình sẽ đi ra vòng xoay Lê Đại Hành này. Áo quần 40.000 một cái. Quần quý vị không có áo. Hồi xưa lúc cô ta mới vào đây đi học sinh viên là hay mua mấy cái đó mặc lắm. Mặc mà đến cái thời ra trường rồi đi làm sau mấy năm mới mua được áo quần mới. Mà mấy cái áo quần đó nó cũng tốt lắm nha, cũng bền lắm. Mặc hoài nó hư, nó chỉ hơi vàng thôi. Đây là Lotte Max Lê Đại Hành. Cái mic mà chúng ta đang nói đây á, có thêm cái lọc âm nữa mà nãy chúng ta quên gắn. Nóng hả? Nóng không?
nó thành công chưa? Hôm nay mới có tinh thần đi quay không vậy? Rung quá hả? Là chậm chậm đấy hả? Vợ của ta ra hiệu. Ở Lê Đại Hành ở đây nè. Buổi sáng, vì buổi sáng thì có bánh cuốn tôm á. Bánh cuốn nhân tôm ngon lắm. Ở phía đâu bên đây nè. Quý vị nào mà mình chưa thưởng thức thì mình có thể ghé và thưởng thức. Hoặc là cô chú nào mà ở nước ngoài về á, mình tranh thủ mình ghé mình ăn ở trong. Nhưng mà khi mà quý vị đến thì mình chờ nha, ráng chờ chút xíu. Tại vì lúc nào cô ta vào mua thì thấy cũng đông khách cả. Nên đến, mình xác định là đến, nhưng mà đến với tâm thế là chờ, chờ đợi một chút xíu. Còn ở đây là lẩu cá đuối bán buổi đêm nè. Lẩu cá đuối này hai vợ chồng của ta cũng có ăn rồi, nhưng mà hình như là không hợp khẩu vị với hai vợ chồng của ta. Kiểu người ta làm hơi ngọt ngọt, hai vợ chồng của ta lại không hợp. Đó, còn cái quán bánh cuốn thì ở trong đây, ngay cây xăng Hiệp Quế. Được bao nhiêu phút rồi hả? Thôi nãy giờ mình test như vậy là chắc cũng được rồi đó quý vị ơi. Chúng ta xin phép tạm dừng ở đây nha. Thì quý vị thấy hình ảnh chất lượng như thế nào thì cho cô ta comment ở phía dưới nha, để cô ta có nhiều động lực hơn, cũng như là điều chỉnh lại thông số trước khi mà đi quay chính thức quý vị ạ. Wow, nét đẹp ghê. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Bye bye quý vị.